Hôm trước là chúng ta đã hoàn thành cái câu hỏi rồi đúng không? Nay chúng ta tiếp cái phần lý thuyết. Này qua nhóm các sở hữu biệt cảnh. Bé Lộc đi học ở trường. Và tuần trước là tại vì em đi thi buổi chiều. Em được nghỉ buổi sáng nên em đi học. Tuần này thì hết rồi, em đi học rồi. Lúc này đang đi tung tăng tung tăng. Nó mình nói cái tầm tứ nha. Đi tập khá, đi chợ. Đi chợ. Có 7 sở hữu là các sở hữu biến hình xuất hiện với mỗi tâm. Ngoài 7 sở hữu này còn có 6 sở hữu nữa gọi là sở hữu biệt cảnh. Pratinyaka đi kèm với các cái tâm thuộc 4 loại, nhưng không phải là tất cả các tâm như cái sở hữu biến hành. Cả những cái sở hữu biến hành lẫn những sở hữu biệt cảnh đều thuộc cùng một cái loại giống như tâm đi kèm theo, tức là tâm nó tốt thì cái đó nó tốt, tâm nó xấu thì cái đó nó xấu gì đó. Như vậy cả các sở hữu biệt cảnh lẫn sở hữu biến hành đều có thể là thiện cũng là bất thiện, là dị thục hay là quả, vui phật khá hay là tốt kỳ dạ. Thêm vào những sở hữu biến hành và những sở hữu biệt cảnh còn có các sở hữu chỉ xuất hiện với các cái tâm bất thiện, một các sở hữu tịnh hảo chỉ xuất hiện với tâm tịnh hảo, sự tầm ná chúng ta mà thôi, mà chỉ giới thiệu thôi. Tâm vui phật khá, tư tưởng ứng dụng hay tư tưởng ban đầu. Đây là dịch như thế này. Nó hơi kỳ kỳ chứ. Tứ Nietzsche tư tưởng được duy trì sau này. Là hai sở hữu trong số các sự biệt cảnh và kinh thật. Chúng ta tin là mình am hiểu được ý nghĩa của tư tưởng. Chúng ta liên tưởng đến những gì chúng ta nhìn thấy, nghe, ngửi, nếm, cảm nhận không có cách căn, thì chúng ta còn liên tưởng đến cả những ý tưởng và khái niệm nữa. Đó là pháp cảm giác. Chúng ta đã theo dệt những câu chuyện rất dài về những gì chúng ta cảm nhận được và bám víu vào trong những suy nghĩ của chúng ta. Để hiểu rõ được giữa cái thực tại về tâm và tứ, chúng ta không nên lẫn lộn cái từ tư tưởng hay ngôn ngữ quy ước. Qua nghiên cứu tạng như diệu pháp và những cái bản chú giải kinh Phật, chúng ta có thể lãnh hội được một trí tuệ chính xác về những thực tại đó. Trong cái tác phẩm Thanh Tịnh Đạo Quý Sư Kiến Mắt Ra, tâm được định nghĩa như thế nào? Trong tài liệu này, tư tưởng ứng dụng chính là tâm. Nó dịch là tư tưởng ứng dụng. Nó hơi bị kỳ kỳ. Như tất cả mắt chính là tầm như tất cả, có nghĩa là tìm ra, phát hiện ra tầm có trạng thái là hướng tâm đến đối tượng, tìm ra
phát hiện ra. À, cái đoạn dưới này thì nó đúng rồi. Cái tư tưởng ứng dụng như nó kỳ quá, tìm ra phát hiện ra đó. Tâm có trạng thái là hướng tâm đến đối tượng đúng, dẫn tâm trở lại với cảnh, phận sự của nó là gây sự chú ý đặt vào. Đối với người suy tư hay hành thiền, người có tâm mà tiếp cận chú tâm đến tâm, chú tâm đến cảnh chứ không chú tâm đến tâm. Tâm thành tựu ở nhiệm vụ hướng tâm đến đối tượng. Cái này nó cái gì cái cảnh này nó đúng không? Biệt cảnh là cảnh đặc biệt đó con. Biệt cảnh là những cảnh đặc biệt, riêng biệt, chuyên biệt. Trong cái chú giải bộ pháp tổ Arthasarini thì cũng đưa ra một định nghĩa tương tự như vậy. Bản chú giải này sử dụng hình ảnh so sánh với một người muốn leo lên lâu đài hoàng gia và lệ thuộc vào một người thân hay người bạn rất thân thiết với nhà vua để đạt được mục tiêu này. Cũng tương tự như vậy, tâm đi kèm theo cái tầm cũng phải tùy thuộc vào yếu tố sau này để leo lên tới đối tượng, để đạt được tới đối tượng. Tâm dẫn tâm đến đối tượng để nhận ra được đối tượng đó. Để có thể hiểu rõ hơn về tâm, chúng ta phải tìm hiểu tâm đã đi kèm theo với những tâm đã đi kèm theo với những cái tâm nào. Chúng ta có thể tưởng tượng tâm chỉ đi kèm với những cái tâm xuất hiện trong một quy trình ý môn, nhưng thực tế không phải là như vậy. Tâm xuất hiện trong các quy trình căn môn cũng như trong các quy trình ý môn. Tâm đi kèm với tất cả các tâm dục giới mà quay trở lại chúng ta, tức là các tâm thuộc ở nhiệt cất cốc các căn ấy, từ ngũ xung thức từ quý thành khá thì nhận á năm cặp giác quan. Rất có thể chúng ta sẽ thắc mắc tại sao tâm lại không xuất hiện với ngũ xung thức. Những này thì nhớ tâm không xuất hiện với ngũ xung thức nha. Khi thấy xuất hiện tâm, xuất hiện tâm thực hiện chức năng thấy, tâm nhìn thấy các cái cảnh sắc, không cần đến tầm để có thể thấy, không cần tầm cũng có thể thấy. Các tâm khác trong quy trình nhãn môn lại cần đến tầm để có thể cảm nhận được cảnh, chúng không thể nhìn thấy được. Tâm kháng ngũ môn không thể thấy được, nó kháng cảnh sắc, cần phải có tầm hướng đến cảnh đó. Điều tương tự như vậy cũng thấy xảy ra đối với các tập khác trong quy trình đó. Còn đối với quy trình căn môn khác, ngũ thân thức không cần đến tầm để cảm nhận được đối tượng, nhưng tầm phải đi kèm với toàn bộ các tâm khác trong quy trình này. Toàn bộ các tâm trong quy trình nhãn môn đều do tầm đi kèm theo. Tầm không những chỉ đi kèm với cái tâm đang xuất hiện trong một quy trình nào đó,
nhưng còn đi kèm với các cái tâm không xuất hiện trong một quy trình nữa, như tâm tiếp tục, tâm hồn chứa và tâm tử. Ba hàng này vẫn có tạm cái bỏ ngủ thành đất thôi. Khi tầm đi kèm theo tâm thiện, tầm trở thành điều thiện, đi kèm thêm tâm bất thiện thì tức chất cũng đã thành điều bất thiện. Một khi chúng ta không chuyên tâm thực hiện việc thiện, chúng ta nói hành động đi tư với tâm bất thiện thì tầm đi kèm theo cũng rất cài tầm bất thiện. Thường thường chúng ta rất ít khi thực hiện việc bố thí, ít khi chuyên tâm thực thi giới luật hành vi đạo đức đấy, hoặc chuyên tâm tu tiến tham thiền của anh Thầu Hình Nà. Các tâm bất thiện thường xuất hiện trong cuộc sống chúng ta, thường xuyên hơn là các tâm hơn là các tâm thiện. Vậy như vậy, tâm bất thiện rất thường xuyên bị buộc phải xuất hiện. Khi chúng ta gắn bó với một đối tượng sẵn khoái, ngay tức khắc có tâm xuất hiện và đụng chạm tới cái đối tượng bất thiện đó ngay. Hoặc giả ngay khi chỉ một cảm giác nhẹ nhàng đưa phiền toái xuất hiện, những gì không hài lòng chúng ta đó, thì điều chắc chắn là tâm sân liền xuất hiện và đi kèm theo là tâm bất thiện cũng sẽ sẵn sàng xuất hiện ngay lập tức lúc đó. Tâm á, bất thiện á, được đề cập đến trong kinh Phật gồm có ba loại tâm bất thiện. Ý kiến của gì? Ba loại tâm bất thiện: như tâm sân, hạ tâm và hại tâm. Cái đây vô hại đó, hay sai nha. Dục tâm, sân tâm và hại tâm chứ không phải là vô hại. Vô hại tâm bất thiện. Dục tâm, cảm má, dục tất cả tư tưởng thú vui với sắc dục. Sắc dục của cái cõi hữu sắc, cõi dục đó nha, cõi dục á, sa má là dục á, cõi dục á, đó là tầm kiếm trong cái cõi dục lạc đó. Sân tầm á, giá ba đá, giá ba đá cũng được, là bờ giá ba đá cũng được, mà về giá ba đá cũng được. Cái tất cả tư tưởng ác tâm có khởi lên cái tư tưởng phiền, tìm kiếm đến sự phiền não. Cái này dịch lại đi. Tiếng đến sự hỏi mẹ dịch. Tư tưởng vô hại, tìm kiếm đến những gì để mà cho nên là hệ tập
Câu hỏi. Ba cái tầm trên là tầm chi lý hay tầm hữu ngã? Đó, trả lời. Của tầm thì cái này thôi đưa tầm đến tầm vì tầm đi kèm tất cả các tầm trừ ra những phân tích, cho nên không thể chỉ có ba tầm trên, ba tầm bất hiện như ở trên. Có ba tầm bất thiện, nó không chỉ có ba tầm bất thiện nữa, trên các tầm bất thiện nếu nó đi kèm tâm thiện, đi với tâm thiện tầm có thể là vô phí nếu nó đi với tâm quả hay tâm tố. Như vậy việc chia ba tầm bất thiện như trên, thuộc về hữu ngã, không chia hữu ngã. Tức là để tháo gỡ cái tầm cầu bất thiện cho một chúng sanh nào đó mà đức chánh đẳng giác nhập được và tiên kiến cho người đó. Không nên lấy ba tầm này để mà thực lập rồi kết luận thể tầm là có ba, chân dịch tầm, chân tầm và hội tầm. Bộ ba này
dựng để đội người hữu duyên không phải thuộc bác sĩ ấy thường nhiên. Quý vị hiểu không vậy? Cho nên ba hàng này đất thiện nằm trong không gian hữu ngã, nhận cái tâm sở kia tầm ở kia kia tập cơ cũng là cái này, đúng rồi, tầm ở kia thiền tập cơ cũng là nó đó. Hồi nãy trên này nè mình có nói cái nè, sở hữu biệt cảnh để biến hành đều có thể là thiện bất thiện gì kết quả vô ký này. Này mình không nhớ này. À. Tầm đi với thiện mất thiện cũng có hết. Cái xuống đây nhét cái kinh vô, đang nói siêu lý nhét cái kinh vô. Nơi chúng ta lấy ra đây là con kinh nè, ta có những cái rõ nè, đó con kinh vô, con kinh vô là cái kinh rồi đó. À xin lỗi, nó là tất cả nhưng mà yêu với nhiều tâm, nhiều loại tâm, cho nên tầm bất thiện cũng có, tầm thiện cũng có, tầm quả cũng có, tầm tố cũng có. Như vậy là cái tầm này đó là tầm mà đang xuất trên không gian hữu ngã chứ không phải là đang xuất trên không gian xử lý hay cẩn thận. Tức là trong Vipassana đi thì cái hàng tầm này á, nó là một trong những cái tâm sở chung đúng không? Đúng rồi. Thì khi nó xuất hiện thì mình phải ứng xử hay là đối đãi với nó làm sao á? Tại vì ví dụ như trong thiền định đi thì người ta sẽ cố gắng có cái tầm này. Và cái tầm này để người ta có thể có bốn cái chi thiền khác để mà đạt được cái sơ thiền. Tức là có cái chủ ý, có cái ngã. Không có liên quan tới có chủ ý hay có cái ngã ở đây. Tại vì khi mà ở trong cái trạng thái thiền là tâm nó sẽ có cái xu hướng đi tìm để bắt cái cảnh đề mục. Mình nhớ ra cái cảnh này là cái cảnh đề mục nha, tức là đối tượng của tâm chứ không phải là cảnh nữa, nó là đối tượng của tâm, nó khác hoàn toàn với cái cảnh. Cái cảnh là một cái rất là rộng, trong cái cảnh rất là rộng đó nó có đối tượng và tâm chú tâm lên trên cái đối tượng đó chứ không phải chú tâm lên cái cảnh.
Thì khi này mà tâm mà tìm lấy cái đối tượng để mà chú tâm lên cái đối tượng, tức là tâm nó có sự dẫn dắt để chú tâm lên một đối tượng đó, thì lúc này là vô ngã hoàn toàn, không có ngã. Tức là đặc tính của tầm ở trong tâm nó được hiển bày lên để mà đưa tâm chú đến đối tượng đó mà thôi. Vậy thì nếu mà mình suy thêm một bước nữa, đó là có thể là trong thiền định thì cái đối tượng của nó là một cái đề mục nhất nhất định và phải bám vô. Đúng. À, hay nói theo cách của sư sáng nhiên thì đó cũng chỉ là cảnh thôi. Đúng. À, còn nếu như mà trong Vipassana thì phải thực sự là cái đối tượng mà mình quan sát được cái thực tính. Đúng, mình trở về với cái thực tính của nó. Tức là tầm, cái tầm á, nó chỉ là giai đoạn đầu trong thiền quán mà thôi. Tức là cái giai đoạn mà đưa tâm ám sát lên trên đối tượng để tâm có được cái sự an ổn. Sau khi mà tâm đã có sự an ổn trên cái địa mục đó rồi, thì khi mà cái vô thường nó đến, tức là vô thường nó sẽ đến liền. Khi mà nó đã an ổn lên địa mục rồi thì cái này nó buông cái địa mục nó ra. Tức là cái giai đoạn mà nó buông ra khỏi thiền đó, nó buông ra khỏi cái trạng thái của sự an tịnh. Thì lúc này vô thường nó đến ngay trong một cái sát na đó. Thì lúc này tầm là cách mà để đưa tâm lên trong cái sự chú ý miên mật đến cái trạng thái đó để phát hiện ra cho chị được cái giờ phút mà vô thường nó xuất hiện. Thì lúc đó đó cũng có tầm. Ê, nhưng mà để mà tầm nó lựa từ cảnh sang cái đối tượng á, thì có phải là nó liên quan đến cái nghiệp và tất cả những cái thứ đặc thù của riêng một người không? Dĩ nhiên rồi, nó sẽ liên quan tới cái chủng tử nghiệp mà mình đã có nữa, mà liên quan trực tiếp là tới cái ba la mật mà mình đã có được trong cái quá trình mà mình tu tập, nó liên quan trực tiếp tới cái đó. Dán vô cho quý vị chuyên nghiệm những cái tâm phải tạm một cái họp. Này, ở dưới đây mình sẽ có là tầm á, tìm cảnh á, là trạng thái tìm cảnh hay trạng thái đem danh pháp đồng sanh đến cảnh. Nó phối hợp với 55 tâm, bao gồm á, 44 tâm dục giới, tham mái chúng ta, ngoại trừ ra quý, thành thao nhìn nát, ngũ sinh thức. Tức là 54 tâm dục giới trừ đi 10 ngũ sinh thức, quả thiện và bất thiện nguyên nhân tương ưng, còn lại 44. À, thì chính cái là có thiện có bất thiện trong mình đó. Và 11 tâm sơ thiền, cộng lại cái này nó là 55 tâm. Nha, tâm có tác dụng đem tâm đến cảnh, cho nên 55 tâm này cần tâm phối hợp để tìm kiếm và đưa tâm đến. Đối với ngũ sung thức á, thì bắt cảnh hiện tại sắc thân khi vị xúc, do cảnh dội thẳng người nhật nên không có cần cái trạng thái tìm cảnh hay đưa tâm đến cảnh, tức là không cần tâm. Còn những cái tâm từ nhĩ thiền nhớ lên á, chỉ định nó mạnh cái khai ta đó, như đi quen đường rồi cho nên không có cần tâm nữa, cứ đi là tới mà thôi. Thì đó là cái này phối hợp những cái tâm mà nó không có phối hợp. Cái này hôm trước mình mới học ở bên kia rồi đó, do chỉ lý trung học. Như vậy thì khi mà mình nói là tầm thì nó có sân tầm, dục tầm, hệ tầm đó, là mình cũng nhớ liền cái đó là cái cách nói của kinh mà thôi, cách nói trường hợp để mà người ta hiểu và người ta buông ra những cái sự dính mắc của người ta thôi. Có rất nhiều chỗ ở trong kinh ấy, nếu như mình không có sơ xét nó ở góc độ siêu lý á, mình dính vô trong đó mình dính toàn là ngã không, dính toàn là ngã thôi mà ngã có cục luôn á, cho nên phải rất là cẩn thận, bởi vì cái đó là người Đức Phật dạy cho người hiểu ngã mà, để cho người ta buông ra, để cho người ta trở về, để cho người ta giải thoát trong cái
mình lấy cái đó cái mình làm cái thứ để mà mình học là cái chuyện là chết luôn á. Hiểu cái này chưa? Thường mình đọc kinh tạng ấy, mình hay bị dính vào trong cái niềm tin á, cái niềm tin mà một cách là thái quá đó, cho là coi như là rất là chết luôn, là cẩn thận như cái đó. Chứ không hồi là mình luận vô cái kinh, cái mình bắt đầu mình giải nha, mình giải các kiểu luôn, mà mình quên lại cái đó là người Đức Phật giảng cho cái người đang nghe kinh, không có phải giảng cho mình. À, và trong khi đó cái mình lấy cái đó mình áp vô, cái mình nói Đức Phật tôi nói gì này nghe. Đó, đổ thừa Tam Thế Phật Oan là như vậy đó. Cái đó Đức Phật đâu có phải nói cái đó cho mình đâu. Thì tự nhiên cái mình đè cái đó, cái mình nói chỗ Đức Phật nói như vậy đó, tôi phải làm vậy rồi liền lập hàng. Cho nên phải hiểu cái bản chất, hiểu cái bản chất của nó. Khi mình hiểu cái bản chất của nó rồi đó thì rất là dễ, mình không có bị dính vào trong những cái chuyện lý luận tào lao vậy. Cho nên cái hệ thống tư tưởng của Phật học á, nếu như mà muốn nhìn một cách nó thống nhất á, nó không có mâu thuẫn á, là phải có góc nhìn của siêu lý thôi. Không có cái sợi dây siêu lý xuyên suốt qua đó là học tới đâu mâu thuẫn, học tới đâu mâu thuẫn, mà mâu thuẫn thì chết luôn chứ không giỡn. Cho nên á, tất cả những cái thứ đó nó là cái chất liệu để tu tập, chứ không phải là cái thế để luận giải. Cho nên nhiều vị thiền sư Trung Hoa đó mới nói là kinh Phật không phải để luận giải, kinh Phật là để tu học, để thực tập lập la, tức là vô hình chung là nó đang phủ nhận được cái trí tuệ rồi. Sự tu tập nó cần phải có trí tuệ, cái sự hiểu biết cái gì là cái gì, trắng là trắng, đen là đen, phải minh xác được cái điều đó. Mà nói rằng là không cần cái điều đó, em chỉ cần tu thôi, tu mù, tu có sự hiểu biết thì chết nữa. Nên cái gì lúc nào á, kinh tạng này đọc cũng phải rất là cẩn thận. Cái chỗ này thì tôi mở ra tôi nói một xíu, những cái người mà cái tánh tín của họ mạnh á, cái tánh tín của họ mạnh á, nếu như mà họ không có cái người hướng dẫn á, tốt lành á, nguy hiểm á, rất nguy hiểm luôn. Khi mà cái tánh tín nó mạnh á thì người ta tin tin dữ lắm, tới một cách bất chấp luôn, tin cách vô lý luôn như vậy đó. Do cho nên á là phải có sự là cẩn thận, không có bị cuốn theo cái kiểu đó. Mà đó, ý những cái người mà xuất thân từ cái đạo Công giáo đó, khi mà bước ra đó, cái bước vào đó Phật giáo đó là rất dễ được rớt vào trong cái niềm tin kiểu như thế đó, tại vì nó quen tin rồi, cho nên nó qua qua bên này nó không có gì, có cái suy xét và luận giải nữa, nên nó nguy hiểm lắm rồi. Đúng rồi, tôi thích xử lý thì phải học vô tự phá, phải học chứ, phải học, và học nó có hệ thống, mà phải chỉ học không mà còn phải suy xét nữa. Học là một chuyện rồi phải suy xét chuyện nữa, tức là mình phải soi rọi nó bằng một cái hệ thống có tính liên quan với nhau để hiểu rõ. Chứ nhiều khi cái mình học mình đọc có một tẹo teo rồi, cái mình đọc cái mình tin, đọc cái đâu cái mình tin, không đọc ghi nhận để đó trong một cái hệ thống mình mới tin được. Nó có khả năng luận giải vấn đề, nó có khả năng thấu hiểu vấn đề mà không bị sai trật, không bị mâu thuẫn thì chúng ta mới tin. Còn không á thì chúng ta sẽ không tin, chúng ta ghi nhận nó thôi, cứ vội vàng.
cái những vấn đề mà mình tin cái này đó là nó mâu thuẫn với cái kia thì nó bất hợp lý, thì mà không thể nào trong cùng một hệ thống mà nó mâu thuẫn với nhau. Mình nó mâu thuẫn với nhau nghĩa là có vấn đề gì nhau này. Chúng ta đọc cái kinh Đại Niệm Xứ Xà Tí Bách Thành Á Sutta. Thấy rằng khi Đức Phật còn là một vị Bồ Tát, người rất chú tâm cả tầm bất thiện đến tầm thiện. Chúng ta đọc điều này khi dục tầm cầm má quy tất cả dân trào nên ngại như sạp. Dục tầm này để trở về thấy không? Nó có hoàn cảnh cụ thể liền, nó có đối tượng cụ thể liền. Ví dụ quý vị thấy không? Đưa vô trong kinh này nó có liền. Đặng mà mình đừng có bị lầm lạc là đây là một cái pháp thực tính thường nhiên mà nó hằng ổn định, không phải. Nó nằm ở trên đối tượng tại thời điểm đó. Dục tâm này đã trỗi dậy trong tôi, nhưng tư tưởng thú vui những cái thân nhân đó mà gây hại cho chính mình là làm hại đến người khác, và đôi khi lại còn gây hại cho cả hai nữa là đàn khác. Đây chính là nhân tố phá hoại trạng thái trực giác tương ứng với tai họa và đau khổ, và không ích lợi gì để đạt được niết bàn. Chỉ cần thấy diêm tưởng đến là đã đủ tư hại cho chính mình. Khi dục tâm đã lắng dịu đi và đang lúc thấy diêm tưởng trở lại, nó lại hủy hoại ngay trạng thái trực giác được thấy. Nó tương ứng với đau khổ và tai họa, nó và không ít gì để đạt đến niết bàn. Hỡi này cái tỳ khu thân mến, hãy loại bỏ ngay những dục tầm này đi, và chúng vì chúng liên tục trỗi dậy, thầy đã phải liên tục xua đuổi chúng ra khỏi suy tư và chấm dứt liên tưởng đến chúng. Như vậy cái này thì nó đi kèm với cái tâm bất thiện, cái tâm bất thiện. Khi mà mình dừng cái này rồi, tức là mình thấy được cái tướng khổ, tướng thực hiện, tướng vô ngã đó. Mà trong đó là cái tướng vô ngã là cái mà nó diệt cái này đi. Tại vì nó vô ngã mà, nó vô ngã mà, nó vô nguyện mà. Cho nên nó đâu có cái chi để mà dục nữa đâu, tìm kiếm cái dục nữa đâu. Đâu có tầm cái dục nữa, đâu có đối tượng chủ động để mà tầm cái dục nữa đâu. Nó chuyển từ tầm cái dục sang tầm cái cảnh này. Thì lúc này á, cái tầm cái cảnh mới là cái bản chất, còn tầm cái dục là cái tự tư tưởng để mà tầm cái dục thôi. Đó là nó đi kèm với cái nhóm tâm tham để mà nó tầm cái dục mà thôi. Cho nên á, là mình phải hiểu cái đó, mình phải hiểu cái đó như vậy, mình buông cái đó ra. Này có chú thích: thế nào là các pháp hữu tầm, tức thiện dục giới, bất thiện 11 tâm khởi sanh vì thực quả dục giới, hay tâm vì thực quả có thiện, 11 tâm tố dục giới, cho thiện dục giới, thiện vì thục dục trí tố, thì thiện như thế, thiện vì thục ngoại trừ tâm khởi sanh trong những tâm này, đây là pháp hữu tâm. Đó thì nãy mình nói chuyện kế trên xong rồi đó, cái gì đây có cái chú ý nữa, chú thích nữa. Và mà tiếc một điều là không có phân biệt lật rồi ra giữa trong kinh và trong vô tự pháp, cho nên nó khi mà ghi chung chung như vậy á, chết luôn, người đọc chết luôn. Rất là người mình nặng là tánh tính nữa, hay là rồi luôn. Ngài Đức Phật cũng có nhận định về sanh tầm, vô hại tầm, chúng ta đọc như sao? Ta dùng ở đây là vô hại, nhưng mà trong khi đó dịch nghĩa nó là hại tầm. Tô cái chữ vô hại đó. Này cái tỷ phu, căn cứ vào bất luận điều gì một tỷ phu cân nhắc và suy tư quá nhiều, thì kết quả dẫn đến
sẽ khiến trí tuệ của vị tỳ khu đó thành có thành kiến với điều đó như vậy. Này cái tỳ khu, nếu một vị tỳ khu cân nhắc và suy tính quá nhiều đến dục tầm thì ác hẳn vị tỳ khu sẽ toát ra tư tưởng thái thác. Nếu vị tỳ khu đó lợi dụng tầm dục quá đáng thì tâm trí của vị đó sẽ hướng theo tầm dục mà thôi, và sẽ có những suy tư lệch lạc méo mó. Tỳ khu kính mến, nếu như một vị tỳ khu lợi dụng quá đáng tầm dục thì trí tuệ vị tỳ khu đó chắc sẽ ngã theo tầm dục. Này chứ tỳ khu, nếu vị tỳ khu cân nhắc và suy tư nhiều đến sân tầm thì vị tỳ khu đó sẽ ngã theo sân tầm. Này chứ tỳ khu, nếu vị tỳ khu đó đắn đo suy tính nhiều đến hại tầm, vô hại tầm, nhưng sao với tất cả thì vị tỳ khu đó sẽ toát ra tư tưởng vô hại. Nếu vị tỳ khu đó lợi dụng tư tưởng ấy gây hại quá nhiều thì tâm của vị đó sẽ ngã theo tư tưởng gây hại đó mà thôi. Dịch này nó có nhiều cái chỗ mình nó không có thống nhất với nhau đấy. Chỗ này đấy. Thì tô hết chỗ dịch này. Cái vấn đề này thật là ích lợi vô cùng nếu chúng ta hiểu rõ những gì chúng ta đang bận tâm đến nhiều nhất. Chúng ta thường nghĩ hay về điều bất thiện, không hay về điều bất thiện. Chúng ta đã tích lũy quá nhiều điều không tốt. Chúng ta thường ngã theo những tư tưởng bất hảo, vì chính vì vậy thật mà khó lòng có được những tư tưởng lành mạnh. Khi đối tượng thích thú xuất hiện, hầu như dục tầm nổi lên ngay lập tức. Khi đối tượng đó chịu khó bó buộc tư tưởng khó chịu hay mà có lẽ phải xuất hiện, hoặc giả ngay cả hại tầm người khác cũng xuất hiện nữa là đàn khác. Đây lại là hại tầm, ở trên là vô hại đó. Dịch vừa là dịch khúc này vừa hại, khúc này vừa hại. Khi có ai nhận được lời khen và một điều vinh dự nào đó, riêng tương chứ, thì chúng ta thường nổi lên, và rồi tầm bất thiện của Sravitaka nổi lên kèm theo tâm sân như kèm và cái riêng tương đó. Vun đắp được tầm thiện không phải là chuyện dễ, nhưng Đức Phật đã chỉ rõ điều đó ta có thực hiện được. Ngoài ra trong kinh Phật chúng ta còn đọc thấy ba loại tầm thiện đối nghịch với ba tầm bất thiện, đó là ly dục tầm, Nekhamma. Cái này ly gì biết à? Nekhamma đó, vô sân tầm, bất hại tầm. Ở đây mới là bất hại tầm này. Ở trên là quy hình xá này, là ao quý hình xá này. Nét thầm mát a giá ba đá, hay là a bờ giá ba đá cũng được, a quý hình xá. Đây chúng ta thấy à, cái này cũng y như câu hỏi ở trên, cũng y như câu hỏi ở trên, thì ba cái này cũng là đối tượng ngã chấp, đối tượng của bản ngã con người là bao gồm danh sách được nghe thấy, được biết thấy, để tu tập, để buông bỏ, để thấy. Nên cho nên dùng cái trạng thái này. Vị Bồ Tát đã nhận ra rằng những cái điều trên dẫn đến việc không tự gây hại cho bản thân của người khác, không gây hại cho cả hai. Nhưng vì những cái tầm này lại tán thành, thì phát triển khôn ngoan trực giác, cho thế nên không tương ứng với đau khổ và dẫn đến niết bàn. Chúng ta đọc được tầm thiện như sau. Hỡi này chứ tỳ khu, nếu vị tỳ khu nào đó cân nhắc khi tư quá nhiều về ly dục tầm,
Để từ cô bé sẽ sống trong dục tầm. Nhớ nghe, cân nhắc quá nhiều về ly dục tầm thì vì đó đang sống trong dục tầm quá, đang ôi xin lỗi, cái gì đó sẽ tống khứ được dục tầm. Nếu cái gì từ cô đó tận dụng tối đa được ly dục tầm hay xuất gia, vì sẽ thiên về lãnh tục. Đây lãnh tục này mình phải hiểu đó là ly khỏi các cái ác pháp, các cái dục ở nằm ở trong cái cõi dục má và xe á đó. Này chỉ từ khô nếu bị từ khô cân nhắc và suy tư nhiều về vô sinh tâm thì bị đã sẽ toát ra tâm quan dừng từ đó. Này chỉ từ khô nếu bị từ khô nào cân nhắc và suy tư nhiều về bất hại tâm ô ngoài thì đó sẽ tống khứ được tư duy hãm hại hại tầm đó. Nếu vì đó tận dụng được tối đa bất hại tầm ôn hòa thì đó sẽ ngã ra tư duy không hãm hại. Tức là đối nghịch lại với thằng kia. Cho nên thông thường ở trong cái không gian thể lý đó, thì nó rất là trong nhiễm nguyên như vậy, tức là rồi sinh tầm thì vô sinh tầm, hại tầm thì vô hại tầm, dục tầm thì vô dục tầm, rồi dục tầm là chỉ nói là đấu nghịch lại gì thôi, thì nó quen như vậy trong cái không gian thể lý rồi. Nhưng mà khi mà mình học á, mình test trong cái siêu lý thì mình thấy nó khác nó có thiệt thì, nó có thiền quả, nó có thiền tố nữa, chứ không phải chỉ có nhiều đó thôi, nó đầy đủ đủ bộ series trọn vẹn của nó như vậy. Cho mình học mình phải biết một cách nó tổng quát chứ không phải chỉ dừng lại là biết thôi. Có dục tầm rồi, có ly dục tầm rồi, mình phải bỏ dục tầm này để mình tập cái được cái ly dục tầm với cái đó là ở cái chiều kích tu tập quan. Tu tập quan thì mình đi tìm kiếm cái chi mà nó hay ho đó để mà mình tập cho mình có, rồi cái chi mà mình xấu ác thì mình bỏ, mình tập để mình bỏ đó, nó ở cái chiều kích của tu tập quan nó như vậy. Chúng ta có thể cân nhắc xem lãnh tục từ bỏ có tương tự như rút khỏi cuộc sống trần tục hay không, và đó có phải là lý do ta thường gắn bó với tầm này hay không, đặc biệt đối với cái nhà tu hành. Thì cái ly dục tầm á thì không phải là được hiểu là xuất gia, mà phải hiểu là tránh xa cái sự tầm cầu về dục, tức là sự thỏa mãn, tránh xa sự tầm cầu thỏa mãn, tránh xa tầm cầu sự thỏa mãn, thì đó mới là ly dục tầm, chứ không có phải được hiểu nó đó là phải sự xuất gia. Để hiểu như vậy thì nó thiển cận lắm, nó thiển cận. Vì sao? Vì như vậy thì á, tới cái thời mà giáo pháp không còn nữa, không còn chùa nữa đâu xuất gia, thì không ra tới đó ta không có ly dục tầm. Như cả Bồ Tát cũng vậy, thời của Bồ Tát, Đức Bồ Tát đâu có chùa đâu, đó là cái Bà La Môn mà, chứ đâu có Phật học Phật giáo đó, thì đâu có xuất gia được, đâu có khái niệm gọi là xuất gia đâu. Cho tới khi có tăng đoàn thì mới có khái niệm là xuất gia trong hội chúng của tăng đoàn, còn không mình xuất gia Bà La Môn mà, rời khỏi gia đình xuất gia đó là rời khỏi gia đình đó, ở sống cuộc đời của những cái phong tục tập quán của Bà La Môn xưa thôi. Thì như vậy mình không có được hiểu đây là ly dục tầm đó. Tức là mình đi bỏ gia đình, mình đi xuất gia để mình có một cuộc sống không dính dáng gì đến trần thế, dân tộc, vâng, đó là sai. Thì tầm đã hiểu vô toàn bản chất, dẫu rằng nó vẫn còn ở góc độ của kinh tạng, nó lại rất là hiệp thế, đời sống hàng ngày thôi, dính hữu ngã rất là nhiều. Nhưng mà phải hiểu như vậy chứ không hiểu như kia, cái kia nó còn khô hơn gấp cả ngàn lần nữa. Thực ra thì khi mà còn cái hạnh nguyện ba la mật á thì xuất gia thì hơi bị khó làm, cho nên nó là không có xuất gia thì nó sẽ dễ làm hơn. Xuất gia thì nó giới hạn là chỉ đi vào trong những cái hạnh nguyện nhất định mà thôi thì mới làm được.
Tức là quý vị nên biết rằng là xuất gia là một bước lên mây. Quý vị phải hiểu nha, xuất gia là một bước lên mây, không lên mây được là một cái bước rớt xuống chày luôn, đau thương đó. Cho nên khi mà mình đi xuất gia đó là rất rất là thuận tiện cho cái con đường mình giác ngộ giải thoát luôn. Còn khi mà mình còn đang thực hiện cái hạnh nguyện ba la mật của mình đó, thì xuất gia thì nó chỉ thu hẹp lại trong một vài cái thế mạnh của ba la mật mà thôi. Nên nó hơi khó để thực hành cái đó. Chứ mình đừng có nghĩ là mình xuất gia để mình thực hành cho nó dễ trở thành bậc giác Phật hay chánh đẳng chánh giác hay chánh giác, không có nha. Tức là ở trong cái đời này, nếu mà mình đi cái đó, nếu mà mình đã vuông tròn viên mãn đó là đắc đạo quả luôn, chứ không có chờ nữa, đắc đạo quả luôn. Có nhiều mức độ thực hiện ly dục hay ly tục. Và không chỉ tỳ phu mới nên tu luyện, mà cả người đời cũng nên vun đắp cho bản thân của mình. Như vậy toàn bộ pháp thiện đều do lãnh tục mà ra. Thì lãnh tục này tôi được hiểu nha, như nãy giờ phân tích á, chú giải 55 không có đâu, chắc là cuối rồi. Khi chúng ta thực hiện việc bố thí, nắm giữ giới luật chuyên tâm luyện thiền, tức là bố thí thì giới tu tiến đó mà dịch vụ đó, lúc đó chúng ta không mải mê cuốn hút vào những thứ vui nhục dục, lúc đó tâm ly dục xuất hiện. Chúng ta ai cũng nghiệm thấy khi có tình thương mến hoặc có lòng từ bi nhân hậu xuất hiện, chúng ta ít nghĩ đến bản thân, như vậy đã xuất hiện một mức độ vô tham rồi đấy. Nếu ta nhận ra được những cái thất lợi khi sống quá ích kỷ hay chỉ biết nghĩ đến khoái lạc và tiện nghi, lúc đó ta sẽ có nhiều cơ hội hơn để nghĩ đến hai nhân, thoát khỏi tâm bản ngã là một hình thức ly dục rất cao cả. Khi đạt được bằng cách tu luyện chánh kiến về các thực tại đời thường, cả từ khu lẫn Phật tử đều phải tu tập ly dục tận này. Một khi suy tư về bản ngã đã được tận diệt, tính bủng xỉnh cũng như loại trừ vĩnh viễn, và như vậy ta có nhiều cơ hội thực hiện lòng quảng đại bố thí, vả lại giới luật sẽ trong sáng hơn, những cơ hội sai phạm năm giới cấm kỵ cũng không còn nữa. Rồi chúng ta sẽ tới đây. Chúng ta tiếp một tí. Nếu gì có chia sẻ, có hỏi hàng gì thì cũng hỏi. Ê, nhưng mà cái con đường trong các cái lớp tài năng, nhất là ba cái lớp đầu, thì nó vẫn đi từ cái tạng kinh và thi một chút xíu luật, chứ không có đi thẳng vô này được. Chẳng hạn như trong cái thời gian sắp tới mà tôi có lãnh tôi dạy mấy đứa sinh viên, thì cũng phải trích từ những cái phần pháp mà nó xịn một chút. Hoặc là nó xịn hơn nhiều so với mấy cái mà mấy ông mấy bà ở ngoài đời nói về kiểu giao tiếp hay là việc nhóm đồ này nọ thôi. Chứ gặp mà đưa cái này vô thì đúng giống như là có thể là rất nhiều người không bao giờ tự đặt câu hỏi vì sao, cho đến tận cùng thì họ không có cái nhu cầu để biết về cái này luôn á. Chính xác, họ không có nhu cầu biết đó. Tức là ví dụ như á, một người mà người ta có cái sân tầm rất là mạnh đi, thì Đức Phật thấy cái người có sân tầm rất là mạnh, thì Đức Phật giảng cho người ta về vô sân tầm để mà người ta thoát khỏi cái sân tầm đó thôi, xong. Chứ Đức Phật chỉ giảng vô hại tạm dục tạm chí, đâu cần cho anh ta đâu. Tức là người ta chỉ có nhiều đó thôi, cho nên cho anh ta nhiều đó là đủ rồi, người ta đã thỏa mãn rồi, người ta là no nê rồi, người ta giác ngộ rồi, xong. Đấy, cho nên đó là trừ khi nào đối với những cái vị mà muốn đi sâu, đi xa, hoặc là có hạnh nguyện về trí tuệ phát triển một cách sâu dày, thì người ta mới cần đi vô trong siêu lý một cách bài bản và khoa học,
để mà nhìn tất cả các pháp một cách có hệ thống. Còn không thôi người ta chỉ dừng lại ở mức độ đạo đức và luân lý thôi. Tức là người ta nhìn Phật học như là một cái môn học dạy đạo đức rất là kinh khủng à, và làm cho con người ta thiện lành hết sức luôn vậy đó. Đấy, người ta chỉ nghĩ vậy thôi à. Và người ta đến với Phật ra để có sự yên tâm, tụng kinh gõ mõ cho sự yên ổn tâm hồn, nhưng dừng lại mức độ đạo đức thôi à. Cho nên đó, là ở cái mức độ của T1, T2, thậm chí là ít của T3 thì mình vẫn dừng lại cái chỗ đó để sống nhiều thế rất là nhiều, chưa có đi vô sâu trong đời sống siêu thế đâu. Nhưng mà chỉ có cái là à, mình cho nó một cái sự đúng đắn. Hiệp thế nó cũng chia ra nhiều, rất là nhiều hạng mục, từ cái sai cho đến cái đúng hơi hơi, cái rất là đúng. Cái rất là đúng đó là cái đúng dựa trên nền tảng của triết lý, thì cái đó là cái rất là đúng. Còn là cái đúng hơi hơi là cái đúng mà nó có thể là nó hay hơn, nó giỏi hơn, nó tốt hơn cái sai bét bẹt của người ta thôi, chứ chưa có phải là cái đúng mà thật sự dựa trên nền tảng của cái hiểu biết chân chánh, thì nó chưa. Nó thì tùy trường hợp mà mình lựa chọn, mình đưa ra cho những cái nó phù hợp thôi. Ok. Rồi, thôi nghỉ. Cái thời gian nhớ nghe cái nghiêng ha. Nhiều cái nó rất là hay, rất là tuyệt vời, nằm trong đó. Rồi, tới ba quý vị. Một ngày tốt lành.